dưới này. Thôi cứ tránh mặt cô đâu. Mấy lần gặp cô ngoài chợ, cô chào, cô còn đứng quẩy bỏ đi, em trả lời mà. Trả lời là gì? Mình đâu có quan tâm đến em đâu, mà em trả lời bất công, đau tim. Cô dưới này, à, đồ đạc nhà cô dạo này thay mới hết rồi, không hỏng hóc gì nữa. Vẫn hỏng đều ấy. Nhưng mà sao em dám sang rửa bác rửa được. Mất công, bí thư nó lại khó chịu. Là bà Xuyến có xuất sắc. À,
là người tạo nên vậy, diễn là Xuyến nuôi các chính là anh Thành nhá. Nào đã. Năng lực của Xuyến là hơi bình đấy. Chính Hoàng Yến, chính diễn viên Hoàng Yến cũng rất là nể bà Xuyến luôn. Đây là thần hồn bà Xuyến nhá, bà chung với Hoàng Yến diễn nhá. Không thà. Người chết. Nhưng mà tình hình là bà Xuyến đang tiếp tầm năm liệu có tập 6 không? Cái lý do đạo diễn. Cái đấy mình hoàn toàn sống phụ thuộc vào đạo diễn mình. Đây là những đây là những ngày quay gần như cuối cùng rồi mà đạo diễn vẫn không vẫn lăn tăn không biết, bởi vì không biết kết thúc của bà Xuyến ở đoạn nào. Không kết được. Giật mình vừa rồi gọi sản xuất ra Thành. Dạ. Mày gọi chị Yến đến đây. Ai gọi bà Xuyến đến đây được không? Thế là chỉ một cuộc điện thoại thôi, chị là phi thẳng đến rồi kích. Thế là yêu lắm đấy. Quật yêu luôn. Cô gọi điện nhờ bạn người quen của bố cháu. Mới kia bố cháu anh gọi cái sang cho. Nó đừng chân chờ mà. Bố cháu cưới là chuyện vui. Nó làm sai giới thiệu. Mày có tự cân rồi. Đừng chân chờ. Bố với cô Xuyến quay hai chị em mình như trong chóng. Chú anh ơi quay ra đó. Bố vẫn đuổi chị nào chứ. Đủ ra bụng.